Hoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới. Gần 1.000 năm hoa cử Việt Nam qua di sản tư liệu thế giới. Mộc bản, châu bản triều Nguyễn và 82 bia tiến sĩ. Quan điểm về giáo dục hoa cử của các vương triều được thể hiện rõ. Lịch sử nền giáo dục và hoa cử Việt Nam với những quan điểm của nhà nước, chế độ thi cử hay danh nhân khoa bảng được tái hiện một phần trong hoa cử Việt Nam xưa qua di sản tư liệu thế giới tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội với hơn 50 tài liệu thuộc 3 di sản tư liệu thế giới được UNESCO vinh danh là Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và 82 bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám. Gần 1.000 năm hoa cử Việt Nam. Lịch sử hoa cử Việt Nam đã trải qua gần 1.000 năm, mở đầu bằng khoa thi tam trường để chọn Minh Kinh Bác Học vào năm 1075 dưới triều vua Lý Nhân Tông và kết thúc vào năm 1919 đời vua Khải Định. Ông Trạng Khai Khoa, người đầu kỳ thi này là Lê Văn Thịnh, người làng Bảo Tháp, xã Đông Cửu, nay thuộc Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Về việc này, Mộc bản sách Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục tại triển lãm khoa cử di sản tư liệu thế giới có đoạn thi tam trường để chọn Minh Kinh Bác Học, tuyển lấy những người Minh Kinh Bác Học và thi Nho Học bằng 3 kỳ thi. Lê Văn Thịnh đỗ đầu, được lựa vào hầu vua học tập, khoa cử nước ta bắt đầu từ đấy. Năm 1195, nhà Lý tiếp tục cho mở khoa thi tam giáo, gồm có Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, để chọn người hiện tài giúp nước. Đến triều Trần, chế độ khoa cử phát triển, các khoa thi tổ chức đều đặn và được quy định rõ ràng. Năm 1232, vua Trần Thái Tông cho mở kỳ thi Thái học sinh để chọn đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và đệ tam giáp. Tại khoa thi Thái học sinh năm 1247, nhà Trần đặt ra danh hiệu Tam Khôi gồm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Người đỗ đầu kỳ thi này là Nguyễn Hiền, khi đó mới 13 tuổi. Ông là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử các khoa cử của Việt Nam. Mộc bản sách Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục ghi chép rõ về việc này. Trước đây thi lấy học trò đỗ chỉ chia hạng giáp, hạng ất để phân biệt người đỗ cao, đỗ thấp. Nay mới đặt ra tam khôi, lấy Nguyễn Hiền, Đỗ Trạng Nguyên, Lưu Văn Hưu, Đỗ Bản Nhãn, Đặng Ma La, Đỗ Thám Hoa. Còn 48 người đỗ thái học sinh đều được xuất thân theo thứ tự từ dưới khác nhau. Năm 1396, vua Trần Thuận Tông đặt lễ thi hương đầu tiên để lấy đỗ cử nhân. Năm trước thi hương, năm sau thi hội ở Kinh Đô. Kỳ thi hương được tổ chức tại các trường thi ở nhiều tỉnh thành
Để được dự thi hương, các nho sinh phải trải qua kỳ thi khảo hạch ở địa phương nhằm giảm bớt những người chưa thực sự đủ năng lực, đức hạnh. Người đỗ đầu thi hương được gọi là hương cống và được phép tham dự thi hội. Kỳ thi hội được tổ chức 3 năm một lần ở cấp trung ương do Bộ Lễ chủ trì. Người đỗ đầu thi hội được gọi là hội nguyên. Thi đình là kỳ thi cao nhất được tổ chức tại sân đình nhà vua. Đề thi do vua trực tiếp ra và sau khi hội đồng giám khảo hoàn thành việc chấm bài, cân nhắc điểm số, chính vua tự tay phê lấy đỗ. Người đỗ đầu kỳ thi đình được gọi là đình nguyên. Ai đỗ đầu cả ba kỳ hương hội đình được gọi là tam nguyên. Bia tiến sĩ, hình thức lưu danh các bậc hiền tài. Năm 1484 dưới thời Lê, cùng chủ trương đề cao nho học và tôn vinh bậc trí thức nho học, Đỗ Đại Khoa, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu cho dựng bia tiến sĩ trong văn miếu khắc tên những người đỗ tiến sĩ. Kể từ khoa thi năm 1442, mỗi khoa thi là một tấm bia đặt trên lưng rùa, không chỉ lưu danh người hiền tài giúp đất nước mà còn thể hiện quan điểm của từng triều đại với khoa cử. Bài ký bia tiến sĩ khoa thi năm Nhâm Tuất 1442 dưới triều vua Lê Thái Tông có ghi: hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế, các bậc đế vương, thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần kíp. Bài ký bia tiến sĩ khoa giáp Thìn 1664 dưới triều vua Lê Huyền Tông viết: khoa cử đặt ra cốt để thu hút hiền sĩ, vời đón anh tài. Các bậc đế vương từ xưa không vị nào không mượn dùng phép ấy để kén chọn kẻ sĩ làm công cụ cho nền trị bình. Các tiến sĩ có tên niêm yết trên bảng vàng sẽ được ban yến tiệc trong cung, được bệ kiến hoàng thượng, thưởng ngoạn cảnh đẹp tại vườn ngựa quyền, cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành rồi vinh quy bái tổ. Phần thưởng cao quý nhất cho các tiến sĩ được khắc tên vào bia đá đặt văn miếu để lưu danh muôn đời.
Vâng.